Xin hoan nghênh quý vị đã trở lại. Xin mời quý vị mở ra văn đoạn 3, từ câu 3 đến câu thứ 8. Chúa Giêsu nói với một người tên là Nicodem. Đức Chúa Giêsu cất tiếng đáp rằng: "Thật ta bảo thật ngươi, nếu một người không được sinh lại thì không thể thấy vương quốc Đức Chúa Trời." Nicodem thưa rằng: "Người đã già thì sinh lại làm sao được?" có thể nào trở vào lòng mẹ và sinh ra lần thứ hai sao? Đức Chúa Giêsu đáp: Thật, ta bảo thật người, nếu một người không nhờ nước và thánh linh mà sinh ra, thì không thể vào vương quốc Đức Chúa Trời. Điều gì do xác thịt sinh ra là xác thịt, điều gì bởi thánh linh sinh ra là linh. Đừng ngạc nhiên về điều ta đã nói với người các ngươi phải sinh lại. Gió muốn thổi đâu thì thổi, người nghe tiếng gió, nhưng không biết gió đến từ đâu và đi đâu. Người nào sinh bởi Thánh Linh thì cũng như vậy. Cụm từ sanh lại đã trở thành sáu ngữ và thậm chí nó còn được dùng để quảng cáo xe hơi. Chẳng hạn như cái gì cũng hoàn toàn mới và nó trở nên phổ biến trên toàn Hoa Kỳ. Người ta nói về những cơ đốc nhân sanh lại và nghe nó có vẻ như là một thành ngữ gây nản chí. Nhưng thật ra Chúa Giêsu chính là người đầu tiên sử dụng cụm từ này. Và điều Ngài muốn nói chính là như khi người nam và người nữ kết hợp với nhau bằng một hành động yêu thương thì sẽ sinh ra một em bé thuộc thể thể nào. Thì khi thánh linh của đức chúa trời đến với tâm linh của một người nam một người nữ bằng một hành động yêu thương cũng sẽ có một sự sinh ra thuộc linh người này được sanh lại họ được sanh lại một lần nữa họ bắt đầu một sự sống thuộc linh hoàn toàn mới một lần kia tôi đi nhóm tại nhà thờ ở vùng brighton Giáo viên trường Chúa Nhật tại đó kể cho chúng tôi nghe chuyện xảy ra tuần trước trong một lớp trường Chúa Nhật. Đang khi cố gắng giải thích cho các em sự khác biệt giữa sinh ra thuộc thể và sinh ra thuộc linh, cô đang dạy ở trong gian đoạn 3. Để nói rõ sự khác biệt này, cô hỏi các em, các em sinh ra có phải là cơ đốc nhân không? Một bé trai thưa, thưa cô không, Em sinh ra là một người bình thường. <laughs> Chúa Giêsu đang nói rằng, giống như sinh ra thuộc thể, chúng ta cần sinh lại trong đời sống thuộc linh. Mỗi cơ đốc nhân có thánh linh sống trong họ. Khi chúng ta chưa đến với đấng Christ, thần linh của Đức Chúa Trời là đấng dựng nên chúng ta đã cáo trách tội lỗi và thuyết phục rằng chúng ta cần Chúa Giêsu nhưng có một kiểu liên hệ khác mà chúng ta có với Đức Thánh Linh khi Ngài đến và ngự trong lòng chúng ta. Đó là sự khác biệt về bản chất. Khi tôi mới dâng đời sống mình cho Đấng Christ, tôi trở thành cơ đốc nhân hay đức tin tôi bỗng dưng trở nên sống động. Bạn có thể dùng bất cứ cụm từ nào, còn có rất nhiều cụm từ khác nhau có cùng ý đó trong tân ước. Và khi điều đó xảy đến cho tôi, tôi nghĩ mình đã đến đích. Tôi nghĩ đó chính là sự tái sinh. Bạn biết không, tôi đã suy nghĩ về nó, đã trăn trở với nó và bây giờ tôi trở thành một cơ đốc nhân. Ai đó phải giải thích với tôi rằng đó chỉ mới là khởi đầu. Giống như một đứa trẻ mới được sinh ra, đó chưa phải là kết thúc. Ý tôi là một đứa trẻ được sinh ra thì thật tuyệt. Nhưng chúng ta không nói, ồ, tất cả là đây, thật tuyệt vời. Không, đứa bé cần phải lớn lên khi chúng ta trở lại với đấng chris cũng giống như vậy thánh linh đức chúa trời đến sống bên trong chúng ta nhưng đó không phải là đã kết thúc đó chỉ mới là khởi đầu điều tôi muốn nói đến trong phần này đó là khi thánh linh đức chúa trời ngự vào bên trong một người nam hay một người nữ thì điều đó sẽ ảnh hưởng trên họ như thế nào kết quả sẽ ra sao đây là điều đầu tiên chúng ta trở nên con trai và con gái của đức chúa trời Xin mời quý vị mở ra Roma đoạn 8 câu 1. Roma đoạn 8 là một trong những đoạn ấn tượng nhất trong toàn bộ Tân Ước. Nó giống như dãy núi Hy Mã Lạp Sơn của Tân Ước. Nó là một đỉnh cao. Và trong Roma đoạn 8 câu 1 và câu 2, Thánh Phaolô đã viết như thế này. Vậy bây giờ những ai ở trong đấng Christ Jesus sẽ không bị kết tội nữa, vì luật của thánh linh sự sống trong đấng christ jesus đã giải phóng tôi khỏi luật của tội lỗi và sự chết trên thập tự giá chúa Giêsu đã gánh lấy mọi tội lỗi của chúng ta tội của quá khứ hiện tại và cả trong tương lai ngài ném mọi tội của chúng ta xuống đáy biển như lời tiên tri Mi-chê đã nói và đó là nơi dành cho tội lỗi mọi tội được xóa sạch hoàn toàn ngay giây phút chúng ta đến với đấng christ và rồi điều tuyệt vời hơn xảy đến chúng ta bước vào mối quan hệ cha con với đức chúa trời tất cả chúng ta đều được đức chúa trời dựng nên nhưng không phải ai cũng được sống trong mối quan hệ cha con với đức chúa trời Điều này xảy đến không phải bởi sự sinh ra thuộc thể, nhưng là bởi sự sinh ra thuộc linh. Và trong đoạn 8, câu 14 đến câu 17, nếu đoạn 8 là dãy núi Hy Mã Lạp Sơn, thì những câu này là đỉnh Everest. Từ câu 14 trở đi, ông nói như thế này, vì hết thảy kẻ nào được thánh linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời. Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi, đang còn ở trong sự sợ hãi, nhưng đã nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi. Và nhờ đó chúng ta kêu rằng Abba Cha. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Lại nếu chúng ta là con cái thì cũng là kẻ kế tự, kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng chris Miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Đây là điều đầu tiên được làm con trai, con gái của Đức Chúa Trời chính là đặc ân cao cả nhất của chúng ta. Vì hết thảy cả nào được thánh linh của Đức Chúa Trời dẫn dắt đều là con của Đức Chúa Trời. Thật anh em đã chẳng nhận lấy thần trí của tôi mọi đặng còn ở trong sự sợ hãi, nhưng nhận lấy thần trí của sự làm con nuôi. Bạn được Đức Chúa Trời nhận nuôi vào gia đình của Ngài. Theo luật La Mã, nhận làm con nuôi là đặc ân cao quý nhất. Đó là điều Phaolô muốn nói. Bạn không thể có vị trí nào cao trọng hơn là được nhận nuôi trong một gia đình của người la mã đến tận hôm nay cũng vậy tôi vẫn còn nghe kể về đứa trẻ đang chơi trong sân đứa bé này đang bị những đứa trẻ khác trêu chọc vì nó là con nuôi đứa bé quay qua những người chọc nó và trả lời ồ bố mẹ bạn đành phải chịu có bạn thôi còn cha mẹ tôi đã chọn để nuôi tôi <laughs> Bố mẹ bạn buộc phải nuôi bạn. <laughs> Cách đây vài tháng, khi chúng tôi đang tổ chức một hội nghị ở Hungary, thì tôi có gặp một người phụ nữ tên là Idika Pap. Đây là một kỳ hội nghị alpha và cô kể cho tôi nghe câu chuyện của mình. Cô kể rằng việc 18 tháng trước, cô là kẻ nghiện rượu và vô gia cư. Lúc đó, cô đang sống lang thang ngoài đường phố của một thị trấn gần Budapest. Có người mời cô đến dự một khóa alpha. Trong khóa học đó, cô dâng cuộc đời mình cho Đấng Christ và kinh nghiệm tình yêu của Chúa Giêsu. Cô được giải cứu khỏi tật nghiện rượu. Cô có việc làm, bắt đầu một cuộc sống mới, trong hội nghị, tôi đã mời cô làm chứng và phỏng vấn cô với một câu hỏi: Chúa Giêsu đã làm gì khác biệt cho cuộc đời cô? Cô trả lời thế này. Cô nói: Ngài đã biến tôi từ một kẻ ăn mày trở thành một công chúa. Đó cũng là điều Ngài đã làm cho hết thảy chúng ta. Ngài khiến chúng ta trở nên con trai, con gái của vua thiên đàng. Vì vậy, Chúng ta là những hoàng tử và công chúa. Con người đang tìm kiếm địa vị, nhưng không có địa vị nào cao quý hơn việc trở nên con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Thứ nhì, đó là sự gần gũi mật thiết nhất từng có. Phần tiếp theo câu Kinh Thánh đó chép, và nhờ đó chúng ta kêu rằng Abba Cha. Abba là một từ rất thú vị bằng tiếng Aram, người dịch cũng không cố gắng để dịch nó vì đó là một từ rất khó dịch nên họ cứ để nguyên như vậy đó là một trong những từ ngữ quan trọng nhất của tân ước đó cũng là từ mà mỗi đứa trẻ sẽ dùng để gọi cha mình nhưng không phải chỉ dùng nó khi chúng ta còn nhỏ mà trong suốt cả cuộc đời của mình vì vậy nó gần giống như chữ ba hoặc bố nhưng lại không hàm ý chỉ dành cho trẻ con như điều chúng ta thường dùng. Nó là một từ chỉ mối quan hệ rất mật thiết. Đó là một từ được Chúa Giêsu phân biệt rõ. Trong cựu ước không có chỗ nào đề cập đến Đức Chúa Trời là Abba, nhưng Chúa Giêsu đã dùng từ này cho mối quan hệ của Ngài với Đức Chúa Cha. Và Ngài phán, các ngươi cũng có cùng mối quan hệ đó. Đức Chúa Trời cũng là cha của các ngươi. Giống như từ ngữ được dùng trong mối quan hệ giữa ta với cha là Abba vậy. Tôi có đọc một số tước hiệu của Hoàng tử Trạc. Hoàng tử Trạc là người kế vị hiển nhiên của Ngai Vàng, là Hoàng tử Điện Hà, là Thái tử Sư Well, là Công tước Sư Cornwall, là Hiệp sĩ Cấp garter Đại tá trưởng Trung đoàn Hoàng gia Sư Well, công tước Roche, hiệp sĩ Thiesel, tư lệnh hải quân hoàng gia, chỉ huy trưởng của dòng hiệp sĩ Bath, bá tước Chester, bá tước Carrick, nam tước Renfield, huân tước xứ Isles, đại trưởng quản Scotland. Và nếu như tôi viết thư cho hoàng tử, tôi sẽ phải ký tên tôi tớ hèn mọn và thuận phục nhất của Điện Hạ. Nhưng đối với con trai của thái tử William và Harry, ông chỉ đơn giản là bố. Một điều lạ lùng là Chúa Giêsu nói chúng ta có thể có sự mật thiết này trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Ngài là a ba Đó là kinh nghiệm sâu sắc nhất. Phải chăng người ta đang tìm kiếm điều thiêng liêng? Họ đang tìm kiếm những kinh nghiệm thuộc linh bằng đủ mọi cách. Và đây chính là kinh nghiệm thuộc linh sâu sắc nhất mà bạn có thể có. Câu 16. Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời. Tôi nhớ khoảnh khắc đầu tiên trong cuộc đời khi tôi kinh nghiệm điều đó, khi tôi chợt nhận ra rằng tôi là con Đức Chúa Trời, rằng Đức Chúa Trời yêu thương tôi không chỉ yêu cả thế gian thôi vâng chắc chắn ngài yêu cả thế giới này nhưng ngài cũng yêu một mình tôi nữa giống như cha mẹ yêu thương con cái mình thậm chí còn hơn thế nữa rất nhiều lần trong cuộc đời cha mẹ đưa tay ra đón con ôm chặt chúng vào lòng và nói cha yêu con để chứng tỏ cho con cái mình rằng chúng là những đứa trẻ được yêu thương nhất thì cũng vậy. Thánh linh Đức Chúa Trời cũng liên tục đón chúng ta trong vòng tay ôm chặt của Ngài. Thánh linh làm chứng với tâm linh chúng ta rằng chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Và đó là kinh nghiệm sâu sắc nhất. Và rồi đó chính là sự yên ninh vĩ đại. Câu 17 Lại nếu chúng ta là con cái thì cũng là kẻ kế tự, kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ. Miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Theo luật La Mã, con nuôi cũng giống như con đẻ. Đó là người được hưởng gia tài khi cha qua đời. Thánh Phaolô nói tiếp là cơ đốc nhân chúng ta được thừa kế không phải khi người cha qua đời, mà ngay lúc chúng ta qua khỏi đời này, thì chúng ta sẽ trở nên những kẻ đồng kế tự với Đấng Christ. Vậy nên, follow tiếp tục, đây không phải là một điều kiện mà là một sự nhận thức rằng nếu tôi đồng hóa với Đấng Christ, thì có thể là tôi phải từ bỏ đi nhiều điều thuộc về đời này. Nhưng điều đó sẽ không thể so sánh được với của thừa kế mà tôi sẽ được hưởng trong đời hầu đến. Vậy nên, chúng ta là kẻ kế tự của Đức Chúa Trời và đồng kế tự với Đấng Christ. Một lần nữa, người ta đang tìm kiếm sự yên ninh và sẽ chẳng có sự yên ninh nào lớn hơn việc trở thành kẻ kế tự của Đức Chúa Trời, kẻ đồng kế tự với Đấng Christ. Vì vậy, tác động đầu tiên khi Thánh Linh Đức Chúa Trời đến sống trong một người, đó là họ sẽ trở thành con trai, con gái của Đức Chúa Trời. Điều thứ nhì là Thánh Linh giúp chúng ta phát triển mối quan hệ thiêng liêng đó. Mọi mối quan hệ phát triển được là nhờ truyền thông hiệu quả. Vậy nên Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ giúp chúng ta biết cầu nguyện hay trò chuyện cùng Đức Chúa Trời. Trong khóa học chúng ta đã xem câu Kinh Thánh Ephesio đoạn 2 câu 18. Vì ấy là nhờ Ngài, tức là Đức Chúa Giêsu mà chúng ta cả hai đều được phép đến gần với Đức Chúa Trời. Một trong những từ ngữ tuyệt vời nhất của toàn bộ Tân Ước đó là đến gần với Đức Chúa Cha trong đồng mục Thánh Linh. Thánh Linh đem chúng ta đến gần Đức Chúa Trời khi chúng ta cầu nguyện. Chúng ta có thể đến được với Đức Chúa Trời là qua sự chết của Chúa Giêsu. Đến gần lại là một từ ngữ tuyệt vời khác trong tân ước. Một thực tế rằng chúng ta đã được đến gần với Đức Chúa Trời. Không gì có thể ngăn cách giữa bạn với Đức Chúa Trời. Không có rào cản giữa chúng ta với Ngài. Thật ra rào cản trong tâm trí của chúng ta lớn hơn thực sự đang có. Có lẽ tôi đã kể điều này rồi. Khi còn ở đại học, nhóm chúng tôi có 5 người đều tên là Nicky. Tất cả đều tin Chúa cách nhau trong khoảng thời gian rất ngắn. Trước đó, nhóm chúng tôi chưa có ai tin Chúa, nhưng rồi hết thảy đều tiếp nhận Ngài. Chúng tôi thường tụ tập với nhau kiểu như câu lạc bộ Nicky. Chúng tôi thường họp lại ăn trưa, xoay sở làm sao để có vài nữ Nicky cùng ăn chung bữa trưa, chúng tôi thường gặp nhau trong một sảnh ở ngay trên ngân hàng barclay chúng tôi thường ăn trưa kiểu như thế thấy vui lắm và một lần chúng tôi thảo luận về độ dày của tấm trần ở giữa chỗ chúng tôi đang ở và ngân hàng barclay chúng tôi cảm thấy thú vị khi không biết ở bên dưới có nghe chúng tôi ồn ào không một điều nữa tôi không phải là người khởi xướng mà là một người bạn khác rằng không biết chúng tôi có thể cướp ngân hàng được không bạn biết đấy kiểu như nếu nó chỉ là một lớp sàn thì có thể lắm đêm đến chúng tôi sẽ đột nhập xuống ngân hàng xem có gì trong đó thế là chúng tôi quyết định thí nghiệm xem nền nhà dài hay mỏng chúng tôi sẽ cho một nicky đi xuống dưới và vào trong ngân hàng thật ra cô bạn đó tên kay như tôi đã nói đó là một nicky danh dự cô ấy đi vào ngân hàng và ở trên chúng tôi sẽ tạo tiếng ồn chúng tôi quyết định sẽ làm tiếng ồn lớn dần lên. trước hết một người sẽ nhảy dậm lên sàn, sau đó hai rồi ba bốn năm, cuối cùng cả mười người nhảy một lần. sau đó làm ồn hơn bằng cách một người lên ghế nhảy xuống, hai người nhảy khỏi ghế, cho đến mười người nhảy xuống khỏi ghế. tiếp theo sẽ lên trên bàn một người nhảy xuống, hai người ba người bốn người cho đến khi cả mười người cùng nhảy xuống khỏi bàn. chúng tôi tự hỏi ở trong ngân hàng khi sẽ nghe tiếng chúng tôi ở mức độ nào. Hóa ra nền nhà mỏng hơn chúng tôi tưởng rất nhiều. Lúc đó là giờ gần trưa, rất đông người, ngân hàng đầy chật khách. Khi người thứ nhất vừa nhảy ở dưới lầu, bên trong ngân hàng cô ấy đã nghe tiếng ồn rồi. Khi đang đứng xếp hàng vì cô cảm thấy mình phải xếp hàng để người ta khỏi nghi ngờ. Rồi cô chợt nhận ra quá trình này còn lâu lắm mới xong đây. Và tiếng ồn bắt đầu vang lên. Nhưng cô cố gắng chịu đựng cứ ở lại đó. Sau đó một chút, cô nhận ra rằng âm thanh nghe như tiếng sống vậy. Mọi người dừng công việc mình đang làm. Nhân viên ngân hàng cũng dừng tay, mọi người đều ngước nhìn lên trần. Và cô nghĩ, bây giờ mình không thể đi được vì họ sẽ nghĩ mình đang tham dự vào việc này. Thế nên cô quyết định ở lại. Ở điều bắt đầu xảy ra là các mảng trần theo đúng nghĩa đen. Các mảng trần nhà bắt đầu rơi xuống. Tôi nghĩ đó là trần nhựa. Nhưng sau đó tôi phát hiện ra nó không phải bằng nhựa, rồi các mảng trần bắt đầu rơi xuống đầu khách ở trong ngân hàng. Cuối cùng cô ấy buộc phải quay lên bảo chúng tôi dừng lại. Có người nghe tôi thuật câu chuyện ấy trên băng video, và mới đây tôi nhận được một bức thư cho biết ông là người đã quan tâm đến sự cố ở tầng 1 và tầng 2 của tòa nhà ngân hàng vào lúc đó. Ông cho biết Hồi ấy tôi làm thư ký công đoàn đại học. Tôi có nghe báo cáo vấn đề tiếng ồn giữa tầng 1 và tầng 2 của ngân hàng Barclay. Nhưng mãi đến giờ đây, tôi vẫn chưa biết tiếng ồn đó do ai hay làm sao mà có. Không phải những miếng nhựa rơi khỏi trần, nhưng là phần trần treo. <laughs> Đừng sợ sẽ không bị truy cứu đâu. Điểm chính của câu chuyện là rào cản nhỏ hơn điều chúng ta nghĩ. Trong sự cầu nguyện, tôi nghĩ rào cản giữa chúng ta và Đức Chúa Trời nhỏ hơn nhiều so với điều nhiều người nghĩ. Thật ra nó không tồn tại. Chúng ta được đến gần Ngài nhờ Thánh Linh. Phaolô viết tiếp phần sau của Roma đoạn 8, Thánh Linh giúp đỡ sự yếu đuối của chúng ta vì chúng ta không biết phải cầu nguyện điều gì cho đúng nhưng chính thánh linh dùng những sự thở than không thể diễn tả bằng lời mà cầu thay cho chúng ta vậy ngài giúp chúng ta trong mối quan hệ giúp chúng ta cầu nguyện rồi cũng giúp chúng ta trong sự hiểu lời đức chúa trời trong thư epheso phao lô cầu nguyện cho chúng ta có linh của sự khôn ngoan và sự mặc khải để chúng ta nhận biết ngài ông cũng cầu xin ngài soi sáng con mắt lòng của chúng ta để chúng ta có thể hiểu được thí dụ như hiểu những điều trong quyển sách này bạn biết không tôi nhớ trước khi mình tin chúa tôi có nghe đọc quyển sách này trong các buổi lễ tôi không biết đó là lễ cưới hay lễ tang mà mình đã tham dự nhưng tôi đã chẳng hiểu gì khi bắt đầu bước đi theo đức tin, tôi chợt nhận ra một vài điều mà tôi đã chống đối là hoàn toàn sai lầm. Tôi hiểu được những điều mình chưa từng hiểu trước đó. Cho đến khi Thánh Linh Đức Chúa Trời bước vào, tôi mới có thể hiểu được. Một trong những nhà thần học và triết học vĩ đại của thế kỷ 11 là Anselm xứ Canterbury nói như vậy: Credo ut intelligam. Có nghĩa là tôi tin để tôi có thể hiểu. Ông nói không phải là tôi tìm hiểu để tin, nhưng mà tôi tin để tôi hiểu. Tôi không biết có ai trong các bạn đã từng xem phim Indiana Jones và cuộc thập tự chinh cuối cùng. Nhưng tôi mới xem gần đây và Harrison Ford đóng vai Indiana Jones đi tìm chén thánh để cứu sống cha mình, còn Sean Connery thì đóng vai cha của ông. Một trong những điều ông phải làm để tìm chén thánh là nhảy qua đầu sư tử để chứng minh giá trị của mình đầu sư tử là một vách núi với một vực thẳm bên dưới và bạn thấy ông đã xuất hiện nơi vách núi nhìn xuống là vực thẳm bên dưới điều mà người ta buộc ông phải thực hiện là nhảy một bước của đức tin rồi bạn có thể thấy ông nói đây là bước nhảy của đức tin khi ông nhìn xuống bên dưới thế rồi ông đưa chân ra hoàn toàn không có gì bên dưới nhưng khi vừa đặt chân xuống chân ông chạm xuống mặt nền của chiếc cầu là điều mà ông không bao giờ có thể thấy trước cho đến khi ông bước lên nó và cái cầu đó đã đem ông đến đích tôi nghĩ đối với một số người dường như cũng là một bước nhảy đức tin nhưng thật ra đây không phải là một bước nhảy của đức tin mà đơn giản chỉ là một bước đi của đức tin nhưng chỉ khi bước đi với điều mình hiểu là đúng thì chúng ta không nhảy vào điều mình không biết nhưng đứng trên nền tảng thật vững vàng chính đức thánh linh cho chúng ta sự hiểu biết và giúp chúng ta phát triển mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Thứ ba, Đức Thánh Linh đem đến những nét giống nhau trong gia đình. Phải chăng con cái giống cha mẹ là điều thật rõ ràng? Điều lạ lùng là chúng thường trông giống cả cha lẫn mẹ, dù cha mẹ khá khác nhau. Nhưng điều đó không chỉ là do di truyền, mà tôi nghĩ đó cũng là do gia đình thường dành thời gian để ở với nhau. Không lạ lùng sao khi vợ với chồng thường càng ngày càng giống nhau hơn. Thậm chí tôi còn xem một chương trình về các ông chủ và những con chó của họ nữa. Thật lạ kỳ, trong những con chó giống y hệt như chủ của mình. Chắc hẳn chúng đã ở với họ quá lâu rồi. Trong Corinto thứ nhì đoạn 3 câu 18, Phaolô nói, Tất cả chúng ta đều để mặt trần chiêm ngưỡng vinh quang Chúa, được biến đổi trở nên giống như hình ảnh Ngài, từ vinh quang đến vinh quang, vì điều này đến từ Chúa là Thánh Linh. Nghĩa là khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời sống trong một người, Ngài sẽ làm cho người ấy trở thành người nhà của Ngài, và mỗi ngày họ càng giống Đức Chúa Trời và giống Chúa Giêsu càng hơn. Điều này xảy ra như thế nào? Mời quý vị mở Galati đoạn 5 câu 22, câu 23. Thánh Phaolô cho chúng ta biết, nhưng trái của Thánh Linh ấy là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ. Thánh Linh của Chúa Giêsu đến khiến chúng ta giống Chúa Giêsu hơn. Vậy Đức Thánh Linh muốn đem đến cho chúng ta những đặc tính nào? Điều đầu tiên và quan trọng nhất đó là tình yêu thương. Khi kinh nghiệm tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho mình, tình yêu ấy sẽ bởi thánh linh đầy dẫy trong lòng chúng ta và tuôn tràn ra vì lòng yêu Chúa và yêu mến người khác. Gần đây tôi có gặp một người phụ nữ xuất sắc tên là Kiara Lubit. Tôi đọc một ít về câu chuyện của bà ấy. Năm 19 tuổi, bà sống ở miền Bắc nước Ý. Đó là vào Thế chiến thứ hai năm 1939, khi người ta đang thả bom tại đây, bà và những người bạn đã hỏi thế này, có lý tưởng nào mà bom không thể phá hủy nổi không? Và câu trả lời họ rút ra được là có, đó chính là tình yêu. Họ đã kinh nghiệm tình yêu của Đức Chúa Trời tuôn tràn trong lòng và họ muốn chia sẻ tình yêu ấy. Vì vậy, bà và những bạn trẻ trong tuổi thiếu niên đã đi ra giúp đỡ cho những người có nhu cầu chia sớt một ít thức ăn mà họ có tìm quần áo cho người thiếu thốn và an ủi những người mất người thân. Sự ấm áp tử tế đó tỏa ra từ họ, khiến người ta gọi họ là Phocolari, nghĩa là lò sưởi tổ ấm. Phong trào đó hiện nay có 2 triệu thành viên tại 182 quốc gia, và nó dựa trên một mạng lệnh rất đơn giản của Chúa Giêsu đó là Hãy yêu nhau như ta đã yêu các người. Yêu thương nhau sẵn sàng phó mạng sống mình vì người khác. Họ sống theo luật vàng suốt 24 giờ một ngày như Chúa Giêsu đã phán. Luật vàng ở đây là làm cho người khác những gì bạn muốn họ làm cho mình. Ki-a-ra nói thế này, yêu người khác như chính mình không phải bằng lời nói nhưng bằng hành động. Hãy tưởng tượng thế giới sẽ ra sao nếu người ta thực hiện luật vàng, không chỉ giữa những cá nhân nhưng giữa các dân tộc và cả các quốc gia nếu mọi người đều yêu mến các đất nước khác như chính quê hương của mình. Yêu thương vui mừng Malcolm Margaret, một người có gần cả một cuộc đời vô thần, đã nói rằng biểu hiện đặc trưng và nâng đỡ tâm hồn nhất của sự hoán cải chính là niềm vui. Niềm vui khôn tả tràn ngập trong chúng ta, khiến những nỗi sợ hãi tan biến và hướng mọi kỳ vọng của chúng ta đến thiên đàng. Niềm vui rất khác với hạnh phúc. Không có nơi nào bảo đảm hạnh phúc cho chúng ta hơn là trở thành cơ đốc nhân. Nhưng có một số cơ đốc nhân phải đối diện với thách thức, họ phải đương đầu với nhiều tranh chiến. Nhưng điều tân ước hứa với chúng ta là niềm vui là điều còn sâu đậm hơn hạnh phúc nhiều. Richard Wurmbrand, người từng bị tù rất nhiều năm dưới chế độ Cộng sản tại Romania và hầu như bị tra tấn mỗi ngày chỉ vì niềm tin. Ông viết thế này, Còn lại một mình trong xà liêm, lạnh lẽo, đói rách tả tơi, đêm nào tôi cũng nhảy múa vì vui mừng. Đôi khi tôi tràn đầy vui mừng, đến nỗi cảm thấy mình sẽ vỡ tung nếu không được biểu lộ ra bình an một lần nữa đây không phải là sự bình an do ngoại cảnh nhưng bình an giữa hoạn nạn lo lắng và tranh chiến đó là sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết giống như một dòng nước dưới đáy đại dương có thể trên bề mặt đang có bão tố sóng gió nhưng sâu bên dưới là bình an sâu thẳm đến từ tình bạn với đức chúa trời nó tuôn ra và khiến chúng ta muốn đem sự bình an đến cho người khác thánh francis thành assisi đã cầu nguyện xin khiến con trở thành một khí cụ bình an của ngài xin khiến con trở nên người đem đến hòa thuận cho thế giới hỗn loạn này và rồi tất cả những đặc tính tuyệt vời khác như nhịn nhục nhân từ hiền lành trung tín mềm mại tiết độ đó là những điểm chung trong gia đình của chúa tiếp theo là sự hiệp nhất Thánh Linh muốn chúng ta hiệp nhất với nhau. Chúng ta được hoạch định để trở thành gương mẫu cho một thế giới đầy bất an và chia rẽ. Chúa Giêsu cầu nguyện cho sự hiệp nhất của hội thánh. Điều kỳ diệu là sự hiệp nhất vốn thuộc về chúng ta. Vì chúng ta là con trai, con gái của Đức Chúa Trời, là anh chị em. Tất cả chúng ta đều có mối liên hệ với Chúa Giêsu Và Đức Thánh Linh ngự trong lòng hết thảy mỗi một người chúng ta. Vậy nên Phaolô nói trong Ephesô đoạn 4 câu 3 thế này, hãy cố gắng duy trì sự hiệp nhất của Thánh Linh bằng sợi dây hòa bình. Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, cũng như anh em đã được kêu gọi đến cùng một hy vọng. Chỉ có một Chúa, một Đức Tin, một Báp Têm. Chỉ có một Đức Chúa Trời, Cha của mọi người, Ngài ở trên mọi người, giữa mọi người và trong mọi người. Thánh linh của Đấng Christ ở trong mỗi cơ đốc nhân, bất luận bối cảnh, màu da, chủng tộc, văn hóa và hệ phái. Thánh linh Đức Chúa Trời ngự trong cả người công giáo lẫn người tin lành, cả người chính thống giáo lẫn người ngũ tuần. vậy nên nếu hội thánh mà chia rẽ thì thật là một bi kịch điều tuyệt vời là tôi nghĩ người ta bắt đầu nhận ra bi kịch này họ đang nhận ra rằng điều hiệp nhất chúng ta vĩ đại hơn nhiều so với điều phân rẽ chúng ta đó là lý do vì sao những rào cản giữa các hệ phái đang được gỡ bỏ ngày nay nhiều người bắt đầu nhận ra rằng không phải chỉ có tôi mới là cơ đốc nhân nhưng còn có rất nhiều cơ đốc nhân thuộc về những phần khác của hội thánh thái độ bảo thủ và kiêu căng chỉ có tôi mới là cơ đốc nhân trở nên khá hiếm hoi ngày nay. Tôi có nghe kể thế này về một người. Anh ta là một người Baptist. Xin bạn đừng xúc phạm nếu bạn đang ngồi đây là người Baptist hoặc nếu bạn đang xem video này và là người Baptist. Tôi yêu mến người Baptist. Người Baptist là những người tuyệt vời nhưng người này cũng có thể là một người Anh giáo. Nhưng chuyện về một người Baptist ông ấy là một người rất ngạo mạn và bảo thủ ông tin rằng chỉ có người Baptist mới là những cơ đốc nhân chân chính một lần nọ ông đến giảng ở một hội thánh và nó rơi vào tuần lễ có chủ đề sự hiệp nhất quái là sao lại rơi vào tuần lễ hiệp nhất cơ đốc tuy nhiên ông cũng đến để chia sẻ ông muốn mở đầu thật ấn tượng nên bắt đầu bằng câu hỏi tại đây có bao nhiêu người thuộc hệ phái Baptist à chắc là tất cả mọi người không phải Baptist đều ở nhà vì biết ông đến giảng nên tất cả mọi người ở đó đều giơ tay ông nói tiếp được rồi ở đây có ai không phải là người baptist không có một bà cụ nhỏ bé ngồi ngay hàng ghế đầu rất dạng dĩ giơ tay lên một sư này nói ồ vậy bà thuộc hệ phái nào bà trả lời tôi là người giám lý ông nói người gì bà trả lời người giám lý ông lại nói vì sao bà lại theo giám lý bà trả lời ồ cha tôi là người giám lý ông nội tôi là người giám lý và tôi đoán đó là lý do vì sao tôi cũng là người giám lý ông nghĩ thế thì mình phải chọc gạo bà này mới được vậy nên ông hỏi giả sử cha mình là gã khờ ông nội cũng là một gã khờ thì điều đó sẽ khiến chúng ta trở thành gì ồ oh, trở thành một người baptist <laughs> nếu bạn là người baptist xin đừng cảm thấy bị xúc phạm thật ra đó là một người anh giáo nhưng điểm chính của câu chuyện là nó thật lố bịch và buồn cười. Vì Đức Thánh Linh ngự trong tất cả chúng ta. Và điều hiệp nhất chúng ta vĩ đại hơn rất nhiều so với điều chia rẽ chúng ta. Và điều chúng ta nên làm ấy là tìm cách gây dựng lẫn nhau thay vì nhìn những hệ phái khác như một mối đe dọa cho chính mình. Điều thứ năm mà Đức Thánh Linh mang đến cho chúng ta đó là ân tứ dành cho hết thảy con cái Mời quý vị mở ra Cô Tô thứ nhất đoạn 12, câu 7 đến câu 11. Thánh Phaolô viết thế này. Lát nữa chúng ta sẽ nghiên cứu những câu kinh thánh này trong các nhóm nhỏ. Có nhiều ân tứ khác nhau, nhưng chỉ có một thánh linh. Có nhiều lãnh vực phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng chỉ có một đức chúa trời. Đấng làm mọi việc trong mọi người. Sự thể hiện của thánh linh là được ban cho mỗi người là vì lợi ích chung người này được thánh linh ban cho lời nói khôn ngoan do cùng một thánh linh người khác nhận được lời nói tri thức cùng một thánh linh ban cho người này đức tin do cùng một thánh linh người khác nhận được ân tứ chữa bệnh người thì được làm phép lạ người thì được nói tiên tri người thì được phân biệt các thần linh người thì được nói các thứ tiếng lạ người thì được thông dịch các thứ tiếng ấy tất cả những điều này là công việc của cùng một thánh linh Ngài ban phát ân tứ cho từng người tùy theo ý Ngài. Danh sách này chưa phải là đầy đủ. Những phần kinh thánh khác trong thân ước mô tả thêm những ân tứ khác, gồm sự phục vụ dạy dỗ khích lệ, quyên góp cho nhu cầu người khác, lãnh đạo tỏ lòng thương xót, truyền đạo, mục sư, tiếp khách, giảng luận, đủ mọi ân tứ khác nhau. Điều quan trọng là chúng ta cần mọi ân tứ này. Phaolô sử dụng hình ảnh của một thân thể. Mũi không thể nói tôi quan trọng hơn mắt, Chúng ta cần mọi phần khác nhau trong thân thể của Đấng Christ. Nhưng giữa những ân tứ này có vài ân tứ minh chứng rõ ràng công việc độc đáo của Đức Chúa Trời, như ân tứ nói tiếng mới hoặc phép lạ. Nhưng nó cũng bao gồm những tài năng tự nhiên là những điều có thể được Đức Thánh Linh biến đổi. Một nhà thần học người Đức đã nói như vậy, về nguyên tắc, mỗi tiềm năng và khả năng của con người có thể trở thành một ân tứ Thánh Linh qua sự kêu gọi của người đó chỉ khi chúng được Đấng Christ sử dụng. Hội thánh không được ấn định để trở thành độc diễn. Rất nhiều hội thánh đã độc diễn, mục sư làm hết mọi việc, hoặc giám mục làm hết mọi việc, hoặc linh mục làm hết mọi việc. Còn tín hữu thì không làm gì hết. Có người ví hội thánh đôi khi giống như một trận bóng đá, là nơi có 22.000 người rất có nhu cầu vận động, lại chỉ ngồi xem 22 người rất cần được nghỉ ngơi và hội thánh có thể trở thành một nơi như vậy với một vị mục sư làm đủ mọi việc. Một vị mục sư đã nhận được một lá thư thế này: "Thưa mục sư, hội thánh chúng ta có 566 người, 100 người ốm yếu già cả, vậy còn 466 người để làm mọi việc. Nhưng 80 người là thanh niên đang học phổ thông hoặc đại học. Như vậy còn 386 người làm hết mọi việc. Nhưng 150 người trong số đó bận làm ăn và mệt mỏi quá rồi." còn lại 236 người làm việc. 150 người bận rộn với con cái, tức là còn 86 người làm việc. Nhưng 15 người ở xa quá không đến điều đặn được, vậy chỉ còn 71 người làm việc. 69 người nói đã làm xong phần việc đối với hội thánh rồi. Chỉ còn lại ông và tôi. Nhưng tôi kiệt sức rồi, vậy chúc ông may mắn nhé. Mọi người đều phải dự phần, vì Đức Chúa Trời đã ban ân tứ cho mọi con cái Ngài. Và điều thứ sáu là trong gia đình của Đức Chúa Trời mà chúng ta được sanh lại phải là một gia đình tăng trưởng. Một trong những câu kinh thánh chúng ta đã xem trong công vụ đoạn 1 câu 8, khi Chúa Giêsu phán, khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta. Nói cách khác, người khác phải nhìn thấy ta qua điều các ngươi làm và điều các ngươi nói. Bây giờ tôi biết vài người nghe đến đây là thấy sợ rồi. Chúng ta sợ phải nói về niềm tin về Chúa Giêsu cho người khác. Tôi có nghe về một thanh niên như vậy. Anh ta chết điếng khi nghĩ đến việc phải nói về Chúa Giêsu cho bạn bè và gia đình mình. Và thật ra, điều đó đã ngăn anh ta, khiến anh ta không dám tin Chúa nữa. Anh nghĩ rằng đó là điều hết sức khủng khiếp, đến nỗi anh không dám bước đi với Chúa. Một lần kia anh đến thăm một cơ đốc nhân lớn tuổi, khôn ngoan và ông cụ đã nói với anh. Nghe này, với trường hợp của cậu, Đức Chúa Trời đã quyết định cho một ngoại lệ. Cậu không cần phải chia sẻ với bất kỳ ai cả, nhưng đó là bí mật giữa cậu với Đức Chúa Trời thôi nhé. Ồ, oh, nhẹ nhõm làm sao? Anh ta trở về nhà, lên phòng ngủ, quỳ gối bên giường. Anh quyết định cầu nguyện dâng đời sống mình cho Đấng Christ và mời Chúa Giêsu bước vào ngay giây phút ấy đức thánh linh đến đầy dẫy anh bao phủ anh và anh bắt đầu cảm nhận một niềm vui tuôn tràn thế rồi anh chạy vội xuống nhà bếp nơi có vợ anh cùng với năm người bạn khác phấn khởi đến ngàn thở anh nói với họ mọi người có biết mình vẫn làm cớ đốc nhân mà không cần nói cho ai biết không khi thánh linh đức chúa trời đầy dẫy trong chúng ta chia sẻ cho người khác không còn là nỗ lực nữa mà nó tự tuôn tràn ra vì đó là một tin tức quá tuyệt vời và thế là hội thánh bắt đầu tăng trưởng. Mỗi cơ đốc nhân đều có thánh linh sống trong họ. Phaolô nói trong Roma đoạn 8 câu 9, nếu ai không có thánh linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Không phải cơ đốc nhân nào cũng được đầy dạy thánh linh, vì Phaolô viết cho những người đã tin Chúa và gửi cho họ một mạng lệnh, hãy đầy dạy Đức Thánh Linh hãy tiếp tục được đầy dậy, cứ tiếp tục, tiếp tục với Đức Thánh Linh. Vậy thì làm sao để được đầy dậy Đức Thánh Linh? Chúng ta đã bắt đầu với sáng thế ký đoạn 1. Tôi muốn kết thúc với Khải Huyền đoạn 22 câu 17. Ngay phần cuối của Kinh Thánh. Thánh Linh là Đức Thánh Linh và cô dâu đó là nàng dâu của Đấng Christ tức là hội thánh thánh linh và cô dâu cùng nói hãy đến người nào nghe cũng hãy nói hãy đến ai khác hãy đến người nào muốn hãy đến nhận nước sự sống miễn phí một số quý vị có thể nói đó là điều tôi đang khao khát tôi thật sự khao khát món quà nước sự sống miễn phí này vậy thì đây là lời hứa nếu bạn đến bạn sẽ nhận được có thể một số quý vị sẽ nói um, thành thật mà nói thì tôi chả thấy gì cả tôi không thấy khao khát gì hết chúa chấp nhận hiện trạng của chúng ta và chúng ta cũng có thể cầu nguyện chúng ta có thể nói lạy chúa con chưa khao khát nhưng xin ngài giúp con biết khao khát lúc đó chúa sẽ ban cho quý vị lòng đói khát rồi cũng chính ngài đến làm thỏa mãn cơn khát ấy bằng món quà nước sống miễn phí. Xin chúng ta cầu nguyện. Lạy Cha, chúng con cảm ơn ngài về những sự biến đổi kỳ diệu tuyệt vời mà Thánh Linh đem đến trong đời sống chúng con. hôm nay chúng con cầu nguyện cho mỗi một người tại đây lạy chúa nếu có ai khao khát thì xin hãy phán hãy đến ai khác hãy đến người nào muốn hãy đến nhận nước sự sống miễn phí với những người chưa cảm thấy khao khát xin ngài ban cho chúng con lòng khao khát rồi làm thỏa mãn lòng khao khát của chúng con với món quà nước sống miễn phí đó. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen. À.